Nó nắng quá không? Dạ không sao anh. À, ngồi đây đi, anh rót cho miếng trà cho uống nha. Trời ơi, được rồi. Chú có nhà không anh? Chú Bảy ơi. Cảm ơn. Nghe rồi hả? Dạ. Đâu ra? Ờ, con. Dạ, anh rót uống. À, cha tưởng nó nuôi chơi về có thiệt. Dạ. Ngồi đi, hai đứa ngồi đi. Dạ. Nó nói bữa nay nó dẫn bạn gái về ra mắt chú. Chú tưởng nó nói chơi. Này thiệt hay mướn? Trời ơi. Chị nó nhát lắm, chú hỏi nó có bồ chú bất ngờ. Sao? Dạ. Giới thiệu coi. Chú hay ghẹo lắm. Dạ. À, anh giới thiệu. Dạ. Đây là chú Bảy. Dạ. Là chú ruột của anh. Dạ. Thì từ lúc mà ba mẹ anh mất sớm á, là một tay chú Bảy lo lắng nuôi nấng anh tới giờ này. Dạ. Dạ, dạ. Con thưa chú Bảy, đây là bạn gái của con. Dạ. Dạ con chào chú Bảy. Dạ tụi con có ít quà tụi con gửi chú. Trời đất ơi, bay về đây chơi là chú vui rồi. Cần gì phải quà cáp cho mệt không biết nữa. Dạ cái này á coi như là quà ra mắt của con dâu tương lai. Thôi được, chú cảm ơn ha. Mai mốt về chơi thôi, đừng quà cáp gì em con. Dạ. Vậy là hai đứa quen nhau rồi, lâu rồi phải không? Dạ. Dạ. Ừ. Nó nhát lắm. Nó nhát gái. Nó nhát gái. Chú nghe nó có bồ là chú mừng lắm. Dạ. Còn con bên gia đình sao? Dạ chú biết không, con nghe anh nói về chú nhiều dữ lắm luôn á. Thật sự á con rất là quý chú Bảy. Tại vì á con thấy chú Bảy á cũng một thân một mình. Dạ. Rồi á nuôi nấng ảnh khôn lớn. Dạ. Y chang như là má con vậy đó. Ủa vậy hả? Dạ. À, má con cũng một mình nuôi con vậy hả? Dạ đúng rồi đó. À, chú. Vậy là cha cũng mất rồi hả? Dạ. Thôi hai cái hoàn cảnh gia đình nó tương đồng, chú thấy vậy chú cũng vui. Bởi vì sao mình tương đồng, mình sẽ thông cảm, mình dễ hiểu. Dạ, mình dạ, thương nhau ha. Dạ. Thôi vậy cũng được. Thôi vậy đi. Đã vậy thôi bây giờ chú coi ngày lành tháng tốt. Dạ. Chú qua nhà con trước là thăm nhà. Dạ. Sau đó là nói chuyện với má con để lo tính chuyện trăm năm cho hai đứa, thấy sao? Hai đứa thấy sao? Ủa chưa muốn hả? Dạ muốn chứ. Vậy sao mày cười cười không à? Ông bà mình nói rồi nha con, cưới vợ phải cưới liền tay. À. Chứ để lâu ngày giống chú hồi xưa. Giống chú hồi xưa. Ủa giống chú hồi xưa là sao chú? Chúng chú hồi xưa là hồi đó chú cũng thương ta, rồi chú cứ để làm ăn, để có tiền mới cưới, rồi khác vô lấy nó cưới mất tiêu. Nói vậy hả? À. Dạ chú Bảy yên tâm đi, con dễ gì mà để chuyện nó xảy ra. À vậy hả? Vậy thôi bây giờ chú quyết định tuần sau qua nhà con được không? Dạ được. Dạ. Trời má ơi, má, má ngồi chỗ đi trời, má đi qua đi lại con chóng mặt luôn á má. Trời ơi hồi hộp có con gì đâu mà má nôn dữ vậy, con thấy mặt má rất là căng thẳng luôn á, mình giãn cơ mặt ra đi. Trời ơi. Trời ơi căng chứ con, lần đầu á người ta tới, người ta gặp mặt đàn gái, má sợ người ta thấy má con mình coi cúc rồi người ta chê. Không có đâu, con nói với má rồi là chú Bảy của anh hai á là chú rất là hiền, mà hả chuyện tình của chú cũng trắc trở éo lè lắm á nha. Éo lè lắm á nha. Sao con? Hồi đó cái chú cũng có thương người, rồi cái chú bận đi lên thành phố để làm ăn, cái người yêu dưới quê không biết làm sao nữa, phụ bạc chú bỏ chú đi lấy chồng, cái chú buồn tình hả, tới bây giờ chú vẫn ở vậy luôn á. Trời ơi, kiếm đâu ra một người đàn ông chung tình như vậy hả? Vì vậy á thằng hai á. Dạ. Nó cũng có cái tính giống vậy. Dạ. Nhìn nó hiền lành. Dạ. Đàng hoàng. Dạ. Mơ mốt á con về mần dâu người ta thì con cũng phải biết thương chú Bảy nghe chưa? Không biết rồi má. Phải đàng hoàng, phải thương chồng, chiều chồng, có lễ có nghĩa nha con. Dạ con biết rồi má. Ý trời ơi, ảnh tới rồi kìa. Ý trời. Dạ trời. Rồi. Dạ con giới thiệu đây là chú Bảy nhà con. Dạ. Dạ xin giới thiệu với chú Bảy, đây là má của con. Dạ còn đây là chú Bảy, là chú ruột của anh hai người yêu con. Dạ chào chị, tôi là Bảy Tánh. Dạ. Chú của thằng hai. Dạ chào anh Bảy, tôi là Tư Lành, là má của con Út Tâm. Dạ, dạ con mời chú ngồi. Thời trẻ bay bướm dập dìu ông bướm, đến già cô đơn mình đúng không? Ủa, gì vậy?
lắm mối tối nằm không. Chứ ai kia cũng lấy chồng sớm cho nên cái lời ru bây giờ nó hơi buồn buồn vậy, em hiểu không? Ủa chuyện gì vậy chú? Chú Bảy có chuyện gì vậy? Nói tóm lại là bây giờ đi về. Đi về. Ê đợi chú ơi, chú không tiện. Không tiện. Sao vậy chú Bảy? Tự nhiên nói hôm nay qua để hỏi vợ cho con mà. Dạ dạ. Thì bây giờ tới đây tìm hiểu, mà bây giờ hiểu rồi thì đi về. Chú ơi chú, bình tĩnh. Con, tụi con có hiểu gì đâu. Dạ đúng rồi, muốn hiểu ha. Thôi nói lần luôn. Cái người đàn ông á, mà con khen ngợi chung tình á. Dạ. Ngày xưa hứa hẹn với má, nói má thì chờ đợi đi, rồi đi mần ăn xa, rồi sẽ về. Cuối cùng đi luôn đó con. Đi thăm thẳm đến giờ luôn đó con. Chú Bảy. Trời. Gì má? Hồi xưa là nhất. Gì Bảy? Khi hai giọt máu cùng xuôi theo một dòng, làm sao có thể xoa những vết thương hằn trong tim khi nhận ra người tôi yêu giờ lại là em tôi. Nói gì vậy? Cái gì đó? Tôi còn con gái mà. Ủa? Nó tào lao luôn. Ủa vậy hả? Chứ con tưởng đâu là Út Tâm là con của chú Bảy luôn chứ. Bảy bạ không à? Bảy bạ hồi xưa là vậy, để chú kể nghe. Hồi xưa là có quen bà nhưng mà nhát lắm. Chú nắm tay chú còn nhắm nắm nữa. Nắm tay bà là rung à, chứ lấy đâu có chuyện kia. Mà chú nói là chú lên thành phố, chú lập nghiệp, khi có tiền bà chú về chú cưới bà. Chừng có tiền về rồi thấy bà đi theo người ta, bà lấy chồng rồi, bà sinh con, bà ẵm con người ta rồi. Ủa phạm quá, xúc phạm. Không phải hả? Đúng rồi. Chưa từng có thôn, chưa từng lấy chồng, con gái nhiều nhiễu hay chưa? Đúng rồi, má con chưa có chồng. Có chồng sao rồi đẻ mày được? Con Út Tâm là tôi thấy nó mồ côi mồ cúc, tôi nhận về tôi nuôi. Dạ, chồng con nè, má nuôi của con. Cái người, con nuôi hả? Cái dạ. Người hứa hẹn cưới tôi, bỏ đi biển biệt, đâu còn ai cưới nữa. Tôi cũng có lấy vợ đâu. Ủa, đúng rồi. Đây là thằng cháu mà. Thì tôi biết cháu, nhưng mà sao bỏ ông đi biển biệt? Có về rồi thấy bà ẵm con rồi. À, hiểu lầm. Sao không hỏi? Ai dám hỏi, sợ nó quánh sao hỏi. Ai quánh? Thấy một mẹ một con trong nhà thì phải vô tìm hiểu. Tôi thấy ông về bảnh tỏn quá, tôi cũng tự ái. Tôi đâu có thèm tới hỏi gì, tưởng người ta thay lòng đổi dạ rồi. Trời ơi, tao giống mày, tao nhát gái lắm. Về thấy bà ẵm con thôi rồi lo đi, chứ dám hỏi tới hỏi lui gì đâu. Thôi bây giờ về đi. Thôi cái chuyện đó là hiểu lầm. Thôi bây giờ khép lại. Bây giờ lo hai đứa nhỏ. Thì sao Tư thấy sao? Tụi nó thương nhau vậy cũng đồng cảnh ngộ. Tư thấy sao? Cái đồng ý cho nó tụi nó thành vợ thành chồng không? Thì tôi cũng biết hai lâu rồi. Thì thấy hai đứa nó thương nhau mà tính tình hai cũng tốt. Thì giống tôi. Chú cháu mà. Thì mình chấp nhận chứ sao? À. Cho tụi con sao? Ý kiến được không? Dạ. Nói. Tụi con nghĩ chắc tụi con không cưới đâu. Cái gì vậy? Mày? Chuyện người lớn người ta đã giải quyết xong rồi. À? Đâu có gì mà khúc mắc nữa đâu con. Ủa bộ không thương hay sao không cưới? Dạ đâu có, thương thì vẫn thương. Dạ thương chú. Nhưng mà bây giờ phải lo cái chuyện khác lớn hơn, phải lo một cái đám cưới khác. Dạ. Cưới nào nữa? Trời đất ơi, nó có đứa khác rồi con. Có đứa khác. Không phải, để hỏi nó thương đám cưới nào nữa. Đám cưới nào? Dạ đám cưới của chú Bảy cái gì Tư. Bậy nói bậy à, biết bà chịu à. Ý trời ơi. Không có từ chối. Có kỳ quá không Tám? Khi mình đường đột quá cái nó không được. Không sao, cái chuyện này để Tám tác hợp cho hai đứa bay. Nếu mà được thì tiến tới, còn không được thì thôi.